Sinh viên sắp được quay trở lại trường học rồi đúng không? Cái nhu cầu mua sắm quần áo đi học của người rất là cao, cho nên là mình đã quyết định làm cái topic này. Các sản phẩm trong cái video ngày hôm nay thì đều chất lượng và cũng phù hợp với túi tiền của học sinh sinh viên nữa, cho nên là mọi người cứ thoải mái mà tham khảo nha. Và bây giờ chúng ta cùng đến với bộ outfit đầu tiên, bắt đầu thôi. Có cơn gió lạnh lùng vội vàng thật. Đây là tất cả đồ của cái bộ outfit đầu tiên nhi. Bộ outfit đầu tiên thì nó sẽ thiên về hướng bánh bèo và thanh lịch một chút. Nó cũng không quá là bánh bèo đâu mọi người. Nói chung mà nó cũng kiểu điệu đà, nữ tính và nó cũng không kém phần thanh lịch nha. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nói về cái em đầm váy hoa nhí này nha. Đây, cận kề chiếc vải nha mọi người. Đó, cái em váy hoa nhí này thì có hai màu, màu trắng như thế này và màu đen nữa. Nói chung là mình thấy cái em váy này ở nó ở ngay shop Việt Nam thôi, mà giá của em nó cũng chỉ rơi vào tầm khoảng 130 đến 140 thôi, nó quá là rẻ luôn. Váy hai lớp nha mọi người, vô cùng dày dặn luôn. Đường kim mũi chỉ được may rất là cẩn thận. Cái em này thì nó có một cái độ bo eo, đây là cái có một cái độ rúm ở eo như này nha mọi người. Chung là em này mình nghĩ là free size dưới 60 cân sẽ mặc vừa em này, và những bạn nào cao từ 1m65 trở xuống thì sẽ mặc em này lên sẽ xinh hơn. Cái phần tay áo thì nó cũng có một cái độ xòe ra và nó cũng có một cái độ rúm nhất định như thế này. Nói chung thì mặc em này lên thì rất giống hàng xẻn Hàn Quốc luôn, nó rất là xinh. Mọi người mặc một mình thì cũng được, hoặc là mọi người kết hợp với cả cái chiếc áo cardigan màu trắng như này cũng rất là ok. Vào thời tiết này thì mình nghĩ mọi người nên mặc áo khoác bên ngoài nữa cho nó ấm. Mấy cái hình hoa nhí này nó rất là xinh và nó kiểu nó không bị quê đâu nha mọi người. Đó, chung thì cái em váy này từ họa tiết, đường kim mũi chỉ, chất lượng sản phẩm rất là ok, không gì phải chê cả. Và đặc biệt em nó chỉ có giá là 140.000 thôi, cho nên mình chấm được cái em váy này 10/10 nha. Và để kết hợp với em nó thì mình cũng đã có ở đây một cái em áo cardigan màu trắng đây nha mọi người. Em này thì có chiều dài áo là tầm khoảng 65cm. Cái em áo này mặc lên chắc chắn qua bàn tay nha mọi người. Chung là cái em áo này với giá là 200.000, nhưng mà nó có hai kiểu mặc. Một kiểu là mặc kiểu hở hững, hở vai, hoặc là một kiểu khoác thành cardigan như thế này. Nói chung là nó rất là tiện. Một em áo 200 mà lại mặc được hai kiểu áo, nói chung đó cũng không quá đắt. Mà mình thấy được chất lượng sản phẩm ở đây rất là ok. Đây nha mọi người, chất vải vô cùng dày dặn luôn. Và mình đã giặt cái em áo này phải 2-3 lần bằng máy giặt rồi, và mình thấy chất len nó vẫn không hề bị rão ra. Mà nói chung ý là cái em áo này về giá là 200.000 mà được một cái form to rộng như thế này rồi, chất vải thì vô cùng dày dặn, nói chung là cái form và áo nó cũng rất là xinh nữa thì không có gì phải chê cả. Thì là khi kết hợp với em đầm váy hoa nhí này thì nó rất là hợp luôn, trông nó rất là kiểu dạng nhẹ nhàng thanh lịch ý mọi người. Và để đi kèm với cả cái bộ outfit này thì mình cũng có thêm hai phụ kiện, đó chính là cái em bờm màu trắng như thế này và một chiếc túi màu trắng như thế này nữa. Đó, hình như là rơi vào tầm khoảng 20.000 thì phải. Đặc biệt là cái túi này thì mình cũng đã có recommend cho mọi người rất nhiều rồi. Và tại vì nó màu trắng cho nên là mình đã tiếp tục để vào cái bộ outfit này. Đó, tầm giá của nó cũng rơi vào tầm khoảng 150 đến 160.000, mà chất lượng của nó khá là ok. Và mình đặc biệt thích cái form hình chữ nhật như thế này này, kiểu form hộp ý mọi người. Đường kim mũi chỉ may rất là cẩn thận, chất vải thì vô cùng chắc chắn luôn. Đó, khóa cài các thứ rất là chắc chắn. Mình đã sử dụng của em này tưởng tầm khoảng hơn 1 năm rồi, mà mình đây mọi người thấy nó vẫn rất là mới. Mà cảm giác là mình cảm giác là cái da này nó không bám bụi cho lắm, cho nên là cái thực sự là túi của mình nó vẫn rất là trắng mà nó không hề cảm giác nó bị bẩn hay là nó bị tối màu ấy đâu. Em này thì có hai kiểu đeo, một kiểu là mọi người có thể cầm cái như kiểu cái túi đựng cơm ấy, hoặc là mọi người đeo chéo cũng rất là ok luôn. Nói chung thì cái bộ outfit này nó rất là xinh, rất là Hàn Quốc, rất là tiểu thư thanh lịch các thứ. Và mình nghĩ là mọi người nên có những cái bộ outfit như thế này trong tủ đồ của mình.